Đây, tôi mua làm ruốc đây. Còn dạ, bây giờ vậy nha, cô giúp tôi rửa sạch cái cối này đi. Xong rồi là hơ lên bếp ga cho nó nóng. Còn đây, thịt để làm ruốc đây. Mẹ ơi, nhưng mà sao phải hơ làm gì ạ? Vậy không hơ nóng lên, để ướt thì làm sao làm ruốc được. Tôi khát nước quá, tôi vào pha ly nước cam. Có uống không? Để tôi pha luôn cho. Dạ không ạ, mẹ pha cho anh Lâm một ly giúp con nha. Biết rồi. Lâm, uống dạ, nước cam không? Để mẹ pha cho. Con không uống. Chắc không? Con không. Ôi trời đất ơi, làm cái gì vậy? Cô làm cái gì vậy? Thì mẹ kêu con giả thịt mà. Sao lại giả thịt sống vào cối khô như thế kia? Ôi trời ơi, tôi bảo chị hơ nóng khô cái cối này, không phải giả thịt sống vào đây. Cô có biết là làm ruốc như thế nào không? Đầu tiên á là phải thái ra, ướp mắm muối, sau đó rim để cho chín, ngấm mắm muối đã, sau đó đổ ra cho nó ráo, cho vào cối giả, sau đó cho lên chảo xào lên xé, nghe chưa? Vậy mới gọi là ruốc. Chán quá đi được. Muối vào hũ đường của tôi vậy nè. Dạ không phải con hả? Cô nhìn lại đi, tại sao muối ở trong hộp đường hả? Tại vì là do hộp muối nhà mình bị hư ạ, cho nên là con mới phải mua hộp mới thay vào, nhưng mà con cũng không để ý là hộp mới lại y hệt hộp đường nhà mình à. Nè, cô định ám sát tôi phải không hả? Kìa mẹ, mẹ đừng nói như vậy quan con hả? Không vậy thì sao? Chắc là do mắt mẹ kém quá cho nên là mẹ không nhìn thấy chứ. Muối với đường lúc mà mẹ pha nước mẹ phải biết chứ ạ. Nè, cô nói vậy có ý là tôi có mắt như mù phải không? Tôi có mắt như mù phải không? Đường với muối rõ ràng là khác hẳn nhau. Anh Lâm. Đi chơi đi. Đi chơi hả? Đi đâu? Đi ra khoảng lặng. Lâu lắm rồi mình có ra đó đâu. Khoảng lặng hả? Đi. Nhà cửa dơ bẩn như vậy, đi chơi đâu? Mẹ. Thanh Mai. Dạ. Con có thấy nhà cửa dơ bẩn như vậy không? Giờ hãy ở nhà lau tất cả các cửa kính ở các phòng, bàn ghế, nhà cửa, khi nào sạch sẽ rồi hẳn đi. Mà mẹ. Sao? Nhưng mà con vẫn đang mang bầu mà mẹ. Có bầu thì làm sao? Con đang mang bầu thì nếu như mà phải bò ra để lau bàn, lau ghế, lau xà nhà các thứ thì sẽ bị giãn bụng rồi đau bụng mà. Có chổi lau nhà, ai bắt cô lấy dẻ lau nhà đâu mà cô lo. Anh thấy chưa? Rõ ràng là mẹ bắt nạt em, mẹ bóc lột em. Thôi em chịu khó nha. Đường nào thì em cũng đâu có bầu thiệt đâu. Quá.
Ơ? Anh đứng đó mà ơ. Em đang đau hết cái lưng đây nè. Vậy chồng đấm lưng cho vợ yêu nha. Tạm được. Đây. Thích quá. Nhẹ nhẹ thôi chồng. Thích quá, thích quá. Đau lưng quá hả? Mẹ cứ thử lau hết một cái nhà rộng thang thế này xem mẹ có đau lưng không. Mẹ, mẹ đi đâu vậy hả mẹ? Tôi đi qua thăm bà An, mới bị té gãy tay. Mẹ cũng bị té luôn đi cho xong. Em nói cái gì vậy? Thì em chỉ nói vậy thôi, làm sao thành thật được. Mẹ. Mẹ. Ôi dạ. Mẹ. Ôi dạ. Mẹ ơi, ôi, mẹ có làm sao không vậy? Ôi trời, cái chân này đau quá. Trời ơi. Mẹ. Ôi. Mẹ. Còn đứng đó hả? Gọi cấp cứu đi. Dạ, dạ. Mẹ. Không, 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 không cần gọi cấp cứu đâu. Chân mẹ bị sái thôi. Đưa mẹ lên trên phòng đi. Ôi dạ. Trời. Ôi. Đi mẹ. Cẩn thận dạ. Mẹ ơi. Mẹ cẩn thận. Ôi trời. Ôi trời. Nè. Lần sau á, lau nhà, nếu nhà mà còn ướt á thì phải lấy khăn khô lau lại nghe chưa. Trời ơi, may mà hôm nay tôi không chết á. Mẹ cẩn thận mẹ ơi. Mà chắc chân mẹ như vậy là phải nằm một tuần, hai vợ chồng chịu khó ra ngoài ăn nha. Còn dâu gì chẳng biết nấu nướng gì cả. Ôi trời ơi. Mẹ cẩn thận mẹ ơi. Cố lên nha mẹ. Ôi. Mẹ cố lên. Trời ơi. Cố lên mẹ. Ôi trời ơi, đau quá. Cố lên nha mẹ. Từ từ thôi mẹ. Đau muốn chết đó. Luôn đây nè. Ôi trời ơi. Em thấy em đã làm hại cả nhà chưa? Cả tuần này chị ăn rau muống với đậu phộng, hôm nay mẹ hết giận thì em lại gây chuyện. Gây chuyện á? Em cố tình chắc? Em cố tình làm ướt nhà để mẹ bị té chắc? Em không cố tình, nhưng mẹ bị như vậy chắc là em vui lắm đó. Ừ, em vui. Em vui lắm được chưa? Ơi, trong này có một ít sanh Hàn Quốc với mật gấu. Lát nữa chú Lâm nhớ bóp chân cho bác nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Bác dạ. Có đau lắm không? Đi đứng làm sao lại ngã như vậy được chứ? Ôi, khổ quá. Lau nhà mà nền nhà còn ướt thì phải lấy khăn khô lau lại. Ôi trời ơi, tôi bước xuống thế là nó ngã thôi. Có phải cô Thanh Mai không? Bà thông cảm cho nó giùm tôi. Con này tệ quá. Nhưng mà chắc nó không có ý gì đâu. Chả hiểu bà dạy dỗ nó như thế nào. Con Thanh Trúc nó được bao nhiêu thì con Thanh Mai Dạ. Thì cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà bà. Bà, mời bà uống nước. Cảm ơn. Uống nước đi cháu. Dạ. Con mời bác à? Dạ mời bà. Uống nước đi cháu. Con mời mẹ.
Đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ hơn. Không biết vợ tôi đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. Muộn rồi không vào đi ngủ đi. Đi đi lại lại trước cửa làm gì vậy? Anh lại cứ tưởng em đi đâu rồi chứ. Em muốn tập thể dục. Cũng trễ rồi, anh cứ ngủ trước đi. Em bị điên à? Mấy giờ rồi còn tập thể dục? Em vào xem mẹ thế nào đi. Vì em mà một tuần nay mẹ không đi lại được rồi đó. Anh không phải đang nghiến em nữa. Em biết em sai rồi được chưa? Bây giờ cũng trễ rồi, em đi một chút rồi về. Tối về em sẽ trông mẹ. Ngồi dưới ánh đèn, trên con đường vắng lặng, với những cơn gió mùa hè thổi rì rào, hai con người ngồi bên nhau, nhưng xa cách đến vời vợi. Hai bàn tay tưởng chừng có thể chạm vào nhau, nhưng lại không thể. Dường như gió mùa hè đang mang cái lạnh của gió mùa đông hay sao, mà trong lòng người lại thấy lạnh như vậy. Những lọn tóc của vợ tôi cứ bay bay trong cơn gió lạnh. Cái dáng người nhỏ bé lặng im không nói gì, cứ nhoi nhói trong tim. Đôi mắt buồn rười rượi, cái nhìn vào khoảng không vô định mà sao cứ xoáy sâu trong lòng ta. Một không gian chết chóc vô hình dường như đang hiện hữu. Một cái nắm tay vượt lên cái khoảng cách xa vời và không gian chết chóc. Cô ấy nhìn tôi lặng im không nói gì, giọt nước mắt giấu mãi trong lòng tuôn rơi. Đôi mắt buồn đẫm nước, tôi siết mạnh tay mình hơn. Cơn gió mùa hè lạnh giá bỗng trở nên mát rượi. Cái siết tay mạnh của vợ tôi đáp trả, mọi giận hờn tan biến mất. Nước mắt rơi ướt nhòe nụ cười, nhưng vẫn đủ thấy đôi mắt sáng niềm vui. Tay nắm tay, chúng tôi ở bên nhau. Không ai nói một lời, nhưng gió đang nói giùm tôi. Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay, mọi giận hờn cũng có thể tiêu tan. Mình đi nha. Anh đỡ mệt chưa? Anh đỡ mệt rồi. Lại giỡn nữa, coi cái mặt kìa. Em chỉ hôn vào má anh thôi mà, sao anh lại còn hôn vào môi em nữa? Bởi vì anh cần động lực mà. Động lực là sao hả anh? Động lực của anh chính là nụ hôn của em đó. Xạo. Coi cái mặt kìa, ghét chưa? Vậy mà hồi nãy còn nói là anh mệt lắm, mệt lắm. Chồng, bây giờ sao tự nhiên anh tươi tỉnh vậy hả? Bởi vì hồi nãy anh phải cõng cả tạ gạo trên lưng, còn bây giờ thì không vác nữa. Chết nè. Chọc em hả? Thanh Mai, cái gì đây? Dạ. Cái gì đây? Cái gì đây? Thằng Lâm đâu? Lâm. Dạ. Xuống ngay đây. Cậu xuống ngay đây. Có gì vậy hả mẹ? Cậu nói đi. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Hả? Chết rồi.
cô cậu giỏi thật đó. Cô cậu coi tôi là cái gì mà dám lừa dối tôi hả? Cô cậu lừa dối tôi hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên cô cậu nói rằng cô cậu có thai, chúng tôi phải cấp tốc làm đám cưới. Còn bây giờ cô cậu nói tất cả mọi việc đều là giả, không phải là sự thật. Cô Thanh Mai, cô có thai thật không? Chính cô là người hiểu hơn ai hết. Dạ, tụi con đã lừa hai mẹ là có bầu để được làm đám cưới à? Hả? Cái gì? Có nghĩa là từ đầu tới giờ hai anh chị lừa tất cả chúng tôi. Mẹ, cô nói vậy mà cô nghe được à? Hả? Giỏi lắm. Cô cậu nỡ đối với tôi như vậy, quá giỏi. Con xin lỗi hai mẹ, tại vì tụi con yêu nhau quá, cho nên tụi con mới lừa dối hai mẹ để được đến với nhau. Cậu Lâm, cậu im đi. Cậu nói như vậy mà cậu nghe được à? Nếu hai mẹ mà không ép anh Lâm với chị Trúc cưới nhau thì tụi con cũng không phải nói dối như vậy đâu ạ. Mai, cô nói gì? Bà Thông Gia, bà nghe con Thanh Mai nói gì rồi đó? Đã như vậy thì không thể nào chấp nhận được, không thể nào sống được. Vậy bây giờ ý bà Thông Gia là làm sao? Ngay lập tức, trong ngày hôm nay, cô cậu phải dọn ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn cô cậu ở trong nhà này nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô cậu. Lâm Lâm, chị nói nghe nè. Có gì không chị? Nghe nói em cần thuê nhà đúng không? Sao chị biết vậy? Chuyện gì của em mà chị chả biết? Dạ, em đang có ý định thuê nhà chị à. Chị cũng đang có ý định cho thuê nhà. Chị phải đi xa vài tháng, hay là em dọn sang đây ở luôn đi, để không nó phí. Thật vậy hả chị? Ừ. Vậy thì tốt quá. Chị đợi em lát, em về nói với vợ rồi tụi em chuyển qua đây luôn nha. Rồi, dạ, ok. Em chào chị. Cô cậu coi như thế nào? Dọn nhanh ra khỏi nhà tôi, lâu quá rồi đó. Mẹ ơi, mẹ cho tụi con xin một vài ngày nữa được không ạ? Tụi con đang cố gắng đi tìm nhà nhưng chưa được. Con đang nghe người ta nói cô Thu bên hàng xóm chuẩn bị chuyển đi, vài bữa nữa tụi con chuyển qua đó ạ. Vậy là đã xong. Anh Mai, em làm vậy là mẹ giận đó. Anh không thấy là mẹ đuổi mình ra khỏi nhà mà không thương tiếc hả? Nhưng là lỗi do mình mà. Vì đã nói dối người lớn. Ừ. Không, mình đúng, bởi vì mình yêu nhau. Nhưng mà... Không, nhưng dù sao thì em cũng thấy cái biển này quá đẹp. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó, cũng là tiên ngôn của em. Nhớ chưa hả ông chồng ngốc? Thôi đi vô nhà đi, không nói nhiều. Anh đem luôn đống đồ này vào cho em nha. Việc bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, tôi không mấy vui vẻ gì. Nhưng nói thật, dọn ra ở riêng tôi thấy cũng có một điều tốt. Mẹ tôi và vợ có thể bớt đi những nhiều trận chiến nảy lửa. Hơn nữa, vợ tôi cũng cần học cách là một người vợ thật sự. Giờ là lúc cô ấy phải thể hiện nó.
Vợ ơi, ra ăn cơm vợ ơi. Vợ ơi. Em còn bao nhiêu là việc dọn nhà đã mệt rồi, anh không giúp được việc gì hết. Món gì đây hả vợ? Thịt kho tàu. Thịt kho tàu mà cháy với đen như vậy hả? Như vậy là cháy hả? Em làm giống như trong sách dạy rồi mà, y chang công thức luôn. Em chỉ kho hơi lâu một chút để cho cẩn thận thôi. Thôi anh ăn đi, bao nhiêu công sức của vợ đó. Anh biết rồi, anh thích ăn đồ bún hơn. Chồng ăn thử đi. Ăn thử hả? Tất cả những miếng ngon nhất đều dành cho chồng. Ăn đi. Sao vậy anh? Sao vậy ạ? Không sao. Vợ ăn thử đi, để xem tài nó ăn của vợ tới đâu nha. Vợ sao vậy? Vợ làm sao vậy? Chắc là thôi. Hôm nay vợ chồng mình được ăn món thịt nữa. Ăn rau đi chồng, ăn rau cho thanh đạm. Vợ nói đúng đó. Mình ăn rau nha. Vợ ơi, có khả năng là nhà mình dư muối hả vợ? Em. Dạ. Em có thấy cái áo mà hôm qua anh lấy nhầm của cậu Đức không? Hả? Thôi chết rồi. Em bỏ vô giặt chung với đống quần áo của em rồi. Hả? Nhưng mà em quên chưa phơi. Hả? Để em đi phơi luôn thôi nha. Anh Lâm ơi, vợ về rồi. Chồng ơi. Ông già đi đâu không biết nữa. Gì đó, làm hết hồn. Hôm nay là thứ bảy, mẫu chạy về tim. Anh có điều bất ngờ dành cho em đây. Gì đó. Nè, không được mơ mắt đó nha. Đi nè. Có chuyện té. Không được mơ mắt nha. Em hồi hộp quá. Cấm mở mắt, cấm mở mắt. Nhanh nè. Từ từ nào. Bước chân lên. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Tất cả chỗ này là chồng làm hết hả? Em thích không? Dễ thương quá. Vợ ơi, xin mời. Rượu vang nữa chứ. Chúc mừng. Chúc mừng gì điều gì ạ? Chúc mừng vì tình yêu em dành cho anh, cũng như chúc mừng vì tình yêu anh dành cho em.
Ông già của mình cũng biết lãng mạn từ bao giờ không biết nữa. Dì ơi. Thanh Mai. Thanh Mai ơi. Dậy đi em. Em ngủ thêm một chút nữa thôi. Dậy đi, rồi lát nữa mình qua thăm mẹ nha. Gần một tuần nay mình không qua thăm mẹ rồi. Nhưng mà mẹ cũng không muốn gặp mình đâu. Vậy thì mình qua thăm mẹ đi nhé. Nếu mà anh thích thì em đi cùng anh. Yêu nhà của em lắm đó nha. Nào vậy bây giờ dậy luôn được chưa? Khoan đã, ý anh bảo là lát nữa, còn bây giờ thì ông già bỏ ra. Má. Má. Vợ chồng con đang định qua thăm mẹ đây. Cô cậu tốt quá. Hàng xóm có mấy bước đây, mắc gì mà phải thăm. Mẹ, mẹ sang chơi hả? Cô Thanh Mai. Dạ. Cô coi cái băng rôn này nè, cô treo có đẹp mắt không? Con thấy con treo cũng cân đối đẹp rồi mà mẹ. Nè, tôi còn lạ gì cái lòng dạ của cô nữa hả? Tôi nói cho cô nghe nha, cô phải tháo ngay cái băng rôn đó xuống, còn nếu không á, cô cậu đừng có dắt mặt sang nhà tôi nha. Mẹ, mẹ ơi, anh đã nói rồi, kiểu gì mẹ cũng giận mà. Mẹ qua nhà mình trước đó chứ. Thôi mình tháo cái này xuống đi em. Đang đẹp. Con chào mẹ. Mẹ. Ngồi đi. Uống nước không em rót cho. Mẹ uống nước đi mẹ. Mẹ uống nước đi. Cái gì đây? Dạ, chồng con gửi mẹ để mẹ mua đồ dùng mà. Để đó. Sau cái vụ băng rôn, nói chung là giờ mọi chuyện mẹ tôi cũng đã có phần nào nguôi giận. Chúng tôi vẫn thường sang nhà thăm mẹ, thỉnh thoảng lại được ăn cơm ké của mẹ nấu. Tôi thoát được vụ những bữa cơm với những món ăn không biết phải gọi là gì của vợ tôi.
Thanh Mai giờ cũng đảm đang hơn trước rồi. Ngồi nhà rảnh không có việc gì thì cô ấy cũng biết ra ngoài nhảy nhót, hay thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè. Tôi nói thỉnh thoảng bởi vì bạn bè cô ấy giờ đang phải lao đầu học dưới một núi bài tập ở các trường cao đẳng với đại học. Cô ấy cũng chịu khó dọn dẹp nhà cửa và đọc những cuốn sách dạy làm vợ tốt. Alo. Tôi sẽ cố gắng gửi trong vòng chiều nay. Rồi. Alo. Tôi đã nói là tôi sẽ gửi trong vòng chiều nay. Đừng có hối tôi nữa nha. Công việc của tôi ở công ty ngày càng nhiều. Những hợp đồng cũng tăng lên và việc đi gặp đối tác cũng ngày càng nhiều. Tiêu tốn gần hết thời gian ở nhà của tôi. Nhưng biết làm sao giờ? Tất cả cũng vì công ty. Vì công ty cũng là nguồn tài chính của gia đình tôi. Bây giờ ngoài việc phải nuôi bản thân, tôi còn phải nuôi vợ, phải chi trả chi tiêu trong gia đình, từ điện nước, ăn uống đến những chi tiêu khác của cá nhân. Rồi mỗi tháng tôi phải gửi biếu mẹ ít tiền. Mẹ tôi không thiếu, nhưng tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của mình. Em à, anh đây. Sao bây giờ anh mới nghe máy hả? Em ăn cơm trước đi nha, rồi nghỉ sớm đi. Hôm nay anh phải đi gặp đối tác. Dạo này anh làm sao vậy? Một tuần nay liên tục anh để em ở nhà một mình. Sáng thì đi rất là sớm, rồi đêm thì về khuya. Đó còn là chưa kể lúc nào anh cũng về nhà trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu. Em hỏi anh, vậy bây giờ anh đi làm hay đi rượu chè? Công việc mà em, thông cảm giúp anh nha. Anh bận rồi, lát nữa anh gọi lại sau nha. Em không biết, hôm nay anh đừng có. Anh Lâm, hả? Khách hàng tới rồi kìa. Tôi chào anh. Chào anh. Tôi là Lâm, trưởng phòng kế hoạch này. Mời anh ngồi. Tôi cũng nghe nói nhiều về anh và cũng khá tin tưởng vào năng lực của anh. Đây là bản kế hoạch của công ty tôi. Anh xem và cho chúng tôi phương án giải quyết. Vâng,
Em mời anh. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề để triển khai dự án này. Bên tôi có một đề nghị. Tôi xin được ứng trước 70% vốn, và trong đó tôi sẽ chia phần trăm hồng cho anh. Nhưng có một cái khó ở đây là nhân lực bên tôi đang hạn chế. Vậy nên là khi thực hiện dự án chắc chắn sẽ bị kéo dài hơn. Tôi không biết là anh có đưa ra một vài phương án nào đó để xử lý việc này không? Dạ, đây là dự án mà tụi em rất là tâm đắc. Bọn em sẽ thực hiện tốt. Rất mong được hợp tác với anh ạ. Thật ra thì với các điều kiện mà anh đưa ra ban đầu, tôi thấy cũng khá là hấp dẫn và hợp lý. Tuy nhiên bên tôi đang cần thực hiện cái hợp đồng này rất là gấp. Cho nên về góc độ thời gian, có lẽ chúng tôi sẽ phải xem xét lại. Anh Trung, không biết chiều anh có rảnh không ạ? Sao giờ làm thì tôi cũng rảnh thôi. Vậy em xin phép được mời anh và anh Lâm cùng đi dùng bữa chiều ạ. Được không ạ? Cũng được thôi. Dạ, vậy mình đi thôi. Chuẩn bị ra anh. Bàn qua dự án một chút được không ạ? Bên em sẽ đảm bảo thời gian và nhân lực cho bên anh. Lúc khác nói chuyện đi em ơi. Anh uống nhiều rượu rồi, đầu không còn tỉnh nữa. Lúc khác nói đi. Anh ơi, ở đây có nhiều trò hay lắm. Đây là đối tác của anh, tiếp anh ấy nhiệt tình vào cho anh. Em mời anh. Mai mang hợp đồng qua anh nghiên cứu nha. Ok anh. Còn nhiều trò hay ở phía sau nữa nha anh. Vô. 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 Cái cua này, cua từ đâu chui ra vậy? Cho mượn sân khấu tí. Đồ điên. Vô uống đi anh. Anh, uống đi anh, uống đi. Vô anh. Em làm gì ở đây vậy? Ông là ai đó? Bỏ tay ra. Anh uống đi anh. Thôi trễ rồi, anh về đi. Anh ơi. Giờ sao anh? Yêu quý hả? Yêu quý à?
Em thôi đi, em say quá rồi đó. Còn anh thì sao? Ngày nào mà anh chả say, ngày nào mà anh chẳng đi bar, đi tiếp khách, đi karaoke. Anh uống được thì em cũng uống được. Vậy công ty à? Cũng đúng. Vì công ty của anh có rất nhiều những cô chân dài, lại còn thông minh, giỏi giang, chứ đâu như em. Suốt ngày chỉ ở nhà chẳng biết làm gì cả. Mẹ chồng thì ghét. Trước khi cưới em, anh coi em là gì? Là bà Hoàng. Còn bây giờ anh coi em là gì? Có khác gì con ở không? Một con ở tệ nhất. Con ở không biết làm việc nhà, cơm nước không biết nấu, không biết nấu gì, không biết làm gì cả. Chỉ biết tiêu tiền của chồng, mè nheo, khóc lóc. Anh mệt mỏi lắm rồi phải không? Anh mệt mỏi vì những lời của em suốt ngày kêu than rồi đúng không? Em cũng mệt lắm rồi. Mệt vì suốt ngày phải chịu đựng, phải chịu đựng sự cô đơn, chịu đựng cảm giác suốt ngày phải ăn bám. Bỏ ra. Lên đi. Bỏ ra. Tôi không nghĩ là vợ tôi phải chịu nhiều dằn vặt và khổ tâm đến như vậy. Tôi cứ tưởng kiếm thật nhiều tiền thì cô ấy sẽ vui. Nhưng tôi đã quên đi mất sự quan tâm của mình tới vợ, tới những suy nghĩ và nỗi mặc cảm của cô ấy. Tôi đã quên mất yêu thương mới là điều quan trọng nhất mà vợ tôi cần. Tôi đây. Cậu cũng phải để cho tôi nghỉ ngơi vài ngày chứ. Thế cậu xử lý phần việc còn lại nha. Tôi cảm ơn. Tôi không nghĩ là vợ tôi phải chịu nhiều dằn vặt và nỗi khổ tâm đến như vậy. Tôi cứ tưởng kiếm thật nhiều tiền thì cô ấy sẽ vui. Nhưng tôi đã quên đi mất sự quan tâm của mình tới vợ, tới những suy nghĩ và nỗi mặc cảm của cô ấy. Tôi đã quên mất yêu thương mới là điều quan trọng mà vợ tôi cần. Ông già hôm nay lại ngắm giờ ngủ à? Đau đầu quá. Không biết sao cứ ong ong hết cả đầu. Chắc là do thời tiết đó. Với lại mấy hôm nay nóng mà. Đã 10 giờ rồi á hả? Ừ. Sao hôm nay em dậy muộn vậy? Đau đầu nữa. Mà sao giờ này anh còn ở đây? Anh không đi làm à? Hôm nay anh được nghỉ làm. Vậy hôm nay anh phải ở nhà với em cả ngày nha. Anh bỏ rơi em cả tuần nay rồi đó. Vậy hôm nay anh đưa em đi chơi cả ngày luôn nha. Vậy em thích đi đâu nè? Mà sao hôm nay chồng cứ lạ lạ thế nhở? Lạ hả?
Hay là không muốn trong chiều hả? Vậy thôi đi ngủ. Em cũng không biết đâu. Em muốn đi chơi á. Đi chơi cơ. Dạ đi chơi luôn. Đi đi, đi. À bếp ra khỏi giường. Nè bếp. Từ ngày mình cưới nhau, mình không còn thời gian để ra đây em nhỉ? Tại ai? Tại ai cứ suốt ngày cắm đầu cho công việc chi? Mà cũng tại em nữa. Công nhận, cưới nhau về rồi mới thấy cuộc sống gia đình nhiều thứ phải lo toan suy nghĩ thật đó. Trước đây em không bao giờ ngờ luôn á. Ngon quá chồng ơi. Nhìn cô ấy, ai bảo là đã có chồng chứ. Rất hồn nhiên và đầy trẻ con. Nhưng tôi biết trong lòng cô ấy lại âm ỉ tồn tại những nỗi buồn và mặc cảm vô hình. Giờ ơi, anh thích em cười như vậy cơ. Anh không biết mình có thể dập tắt nỗi buồn và mặc cảm cho em nữa không, nhưng anh sẽ cố gắng. Nè, anh đang nghĩ gì đó? À, anh đang nghĩ không biết phải đưa em đi đâu tiếp đây. Em có chỗ rồi, đi. Đi. Đâu? Nè. Mai, vợ yêu anh. Thanh Mai ơi, anh yêu em. Chồng ơi, ở đây thích thật chồng ha. Ừ, gió mát thật đó. Ừ, cả cỏ cũng mềm nữa chứ. Ừ, anh ơi. Lỡ sau này mà có lúc vợ làm gì điều sai trái với chồng thì sao vậy? Sao vợ lại hỏi như vậy? Không, tự nhiên em hỏi vậy thôi. Thế còn chồng thì sao? Thì em cũng chỉ nhẹ nhàng giết. Dễ ích kỷ thật đó. Còn gì nữa? Tại vì anh Lâm chỉ được là của một mình em thôi. Vậy vợ cũng vậy nha. Thanh Mai nè, từ bây giờ anh sẽ không để em cô đơn một mình nữa, hay là để em khóc một mình nữa. Anh rất yêu em và không bao giờ anh phải bỏ rơi em. Em là tất cả đối với anh, không có em thì anh không thể sống nổi đâu. Và em hãy nhớ rằng mình không phải là đồ bỏ đâu em nha. Giỡn đâu á. Em bỏ nè. Không. Con cốc nè. Chiếc chân kìa. Em không giỡn. Chồng ơi. Em muốn đăng ký học nấu ăn. Học nấu ăn á hả? Ừ, em muốn tìm việc làm mà. Anh không hiểu. Thì tức là một khóa nấu ăn đấy dài 3 tháng đúng không? Ừ. Sau khi học xong, nếu mà mình trở thành một trong 3 người xuất sắc nhất, thì mình sẽ được người ta giới thiệu đi làm luôn. À, liệu có được không đó? Chứ anh thấy em là... Anh thấy em không có khả năng chứ gì. Ừ? Còn ư nữa. Khinh thường vợ. Anh không được như vậy. Lần này Mai sẽ tập trung, sẽ cố gắng mà. Với lại là nếu chẳng may em không được chọn để đi làm thì dù sao đợt này anh đi làm suốt, anh cứ bỏ em ở nhà một mình, em đi học cho đỡ chán mà. Với lại sau khi học xong, em sẽ biết nấu thêm mấy món nữa, nấu cho chồng ăn. Giờ anh cảm thấy được rồi đó. Anh ơi, còn một vấn đề nữa. Vấn đề gì nè? Nếu mà em đi học thì anh đóng học phí cho em nha. Mà học phí thì nó chỉ
hơi mắc một chút xíu thôi. Một chút xíu á? Được rồi, anh sẽ trả tiền học phí. Chỉ cần em thích và tập trung vào việc nấu ăn là được. Còn mọi thứ cứ để anh lo nha. Lần này em sẽ cố gắng, em hứa. Ngoan tay nè, hứa đó. Sắp trở thành đầu bếp rồi. Thôi, anh đi làm nha. Bye, ngoan nào. Bye chồng. Bye nha. Chồng ơi. Chào anh. Chào cậu. À, đây là Giao Huy, học cùng lớp nấu ăn với vợ. Cậu vừa đưa Thanh Mai về hả? Dạ vâng. À, hay là cậu ngồi đây uống nước, rồi lát nữa ăn cơm với vợ chồng tôi luôn nha. Thôi bây giờ cũng trễ rồi nên là em xin phép anh em về luôn đây. Tôi về nha. Chồng, cho vợ tiền. Tiền gì? Tiền đền. Hôm nay em làm bể hai cái chén với một cái đĩa rồi. Thôi, không sao. Chồng đã tính trước rồi, kiểu gì vợ cũng làm bể cái gì đó, không sớm thì muộn. Kiểu nó ở đâu vậy hả? Ghét quá. Còn đau nữa không? Em không sao đâu. Nhìn thế này mà không sao hả? Chắc là chảy máu nhiều lắm đúng không? Ai giúp em băng bó vậy? Nhưng mà nhờ hôm nay bị đứt tay mà em trông thấy mặt luống cuống của một người. Nghĩ lại vẫn mắc cười luôn á. Là người giúp em băng bó hả? Cô ấy thật tốt mà. Đúng là người giúp em cầm máu nhưng không phải là cô ấy, là bạn trai. Là cậu Gia Huy hả? Sao chồng biết hay vậy? Sao không biết? Thấy cậu ta quan tâm em vậy mà. Ông già của em biết ghen đó hả? Ai mà thằng ghen. Thôi nè, vậy hôm nay anh ăn gì để vợ nấu? Ăn gì cũng được. Mà dạo này anh thấy nha, em tay nghề nấu ăn lên cao luôn. Mà đặc biệt là rất hợp với khẩu vị của anh. Có những món đặc trưng mà chỉ có em nấu được thôi. Thanh Mai mà lại. Không uổng công anh cho em tiền đi học. À, đau. Đáng đời. Chồng đang làm gì đó? Em nói nè, Huy đang mời em đi khai trương khách sạn mới nhà Huy đó. Bạn bè thì đến chúc mừng cũng được mà. Anh không ghen à? Sao phải ghen? Trừ khi em có ý định gì đó với cậu ta thì anh ghen, biết chưa? Em biết rồi, em chỉ là của riêng chồng em thôi. Mấy giờ mà em đi sớm vậy? 7 giờ rồi mà chồng. Thế có cái cậu Huy. Cậu Huy không đến trước em hả? Huy nói Huy đang đi rồi ạ. À đây nè.
chào anh. Ừ, chào cậu. Em xin phép được đưa Mai đi. Ừ, ra cái vẻ khách sáo. Đi. Đưa Huy cầm cho. Chào bye anh. Bye chồng. Ừ, đi cẩn thận nha. Nhìn dáng hai người họ đi ra, bất chợt tôi có cảm giác họ là một đôi rất đẹp. Ôi không thể như vậy được. Thôi Mai về nha. Ừ, tớ về đây. Vậy cẩn thận. Bye bye. À. Nè. À. Cậu làm sao vậy? Tự nhiên có cái gì bay vô mắt khó chịu quá. Đưa tớ xem nào. Để tớ thổi cho. Hết rồi. Ừ. Thôi cậu vào nghỉ ngơi đi. Tớ đi về nha. Vậy cẩn thận nha. À nè. Sao hả? Tớ hơn tuổi cậu đó, nên là từ nay phải gọi tớ là anh đó nha. Nhiều chuyện. Chồng đó hả? Công nhận bữa nay khai trương vui lắm anh à. Nhà của Huy đó mắt thẩm mỹ quá tuyệt. Em chưa bao giờ thấy khách sạn nào mà lại kiến trúc sang như vậy luôn á. Chỉ có mỗi một điều là em không ngờ Huy lại có nhiều người thích vậy đâu nha. Ui, anh có biết không, hôm nay đến đó có bao nhiêu là cô thích Huy. Xong lại tưởng em là người yêu của Huy, nên ga tô với em, đổ đầy nước vào người em, điểu thật á. Tất nhiên, nếu em mà lén phén với cậu Huy đó thì đừng có trách anh. Anh không bao giờ tha thứ cho em đâu. Gì đó. Tôi, Hà Thanh Mai, xin hứa sẽ không bao giờ có mối quan hệ nào khác trên mức tình bạn với Dương Gia Huy. Ừ, xin hứa, xin hứa. Trong lòng Thanh Mai chỉ có mỗi anh Lâm thôi. Được vậy thì tốt. Anh mệt rồi, anh lên đi ngủ đây. Sao đó không biết.